Đối với các nhà ở VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua luật an ninh mạng. Cố vấn kinh tế của Tổng thống Tâm lên cơn đau tim phải vào bệnh viện và một ông tự tử sau khi bắn chết bốn con tin tuổi từ 1 đến 11. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay giờ Việt Nam, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã thông qua cái luật an ninh mạng. Có 423 đại biểu bấm nút tán thành, chiếm 86.86% .86 tổng số đại biểu quốc hội có 15 người không tán thành, chiếm 3.8% mà thôi. Và như vậy thưa quý vị, luật này sẽ coi như là thành hiện thực. Đây là cái điều mà người ta lo ngại nhất trong những ngày qua, đó là cũng là một trong những lý do mà người dân xuống đường biểu tình trong những ngày qua. Thì ngay lập tức tổ chức ánh sáng quốc tế phản ứng liền. Họ chỉ trích cái quyết định này, họ nói là cái quyết định là nguy cơ gây hậu quả nghĩa là không tốt cho tự do ngôn luận tại Việt Nam. Việt Nam là nước đang phát triển cần phải có tự do ngôn luận và cần phải có tự do phát biểu để nói lên những cái sai trái của nhà nước. Nhưng bây giờ cấm như vậy không phải là cấm mà gọi là kiểm soát như thế. Thì thưa quý vị theo cái kiểm soát này nó còn với những cái điểm chính là ví dụ họ có quyền kêu cái công ty à, họ xác định một cái lời phát biểu nào đó hay là một cái cái status nào đó bài viết nào đó đăng trên mạng mà họ cho rằng là không à, họ không hài lòng thì họ có thể kêu gỡ xuống trong vòng một tiếng và họ có thể yêu cầu các cái công ty mà Uh, mạng xã hội phải đặt máy chủ tại Việt Nam ví dụ như Google, Facebook và YouTube. À, mặc dù trước đó tòa đại sứ Hoa Kỳ đã phản đối cho là yêu cầu hoãn lại khoan thông qua đó. Thì trong cái luật an ninh mạng này có 7 chương 43 điều quy định các nguyên tắc bảo vệ an ninh. Ví dụ một số hành vi bị cấm gồm có sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi tổ chức hoạt động cấu kết xúi dục mua chuộc lừa gạt lôi kéo đào tạo huấn luyện người chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam à, xuyên tạc lịch sử phủ nhận thành tựu cách mạng phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc xúc phạm tôn giáo phân biệt đối xử với giới tính và phân biệt chủng tộc những khoản sau này thì ok mà những khoản trước rõ ràng là tự do ngôn luận thì thưa quý vị điều này nó sẽ làm giới hạn bởi vì theo luật này nếu mà cơ quan của nhà nước cộng sản việt nam đặc biệt là công an họ sẽ, họ sẽ, phụ trách này thấy một cái người đó đăng cái đó không được là yêu cầu 24 tiếng phải kéo xuống này nếu không là có vấn đề thì đây là cái chuyện mà thưa quý vị nó sẽ làm giảm bớt các cuộc biểu tình trong tương lai Bởi vì các cuộc biểu tình trong những ngày hồi qua Sở dĩ người ta kéo đông ra người ta biết đông rồi nhờ các trang mạng xã hội truyền cái thông tin đi Mà bây giờ cái này bị kiểm soát thì rõ ràng là Đất nước Việt Nam nó cũng mệt lắm Không biết người ta sẽ tìm cách nào để thoát cái chuyện này thì chúng ta chưa biết Liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị ngày hôm qua trước khi họp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un Tổng thống Donald Trump tuyết đã cho biết là ông Larry Kudlow Cố vấn kinh tế của ông là một người ủng hộ mạnh mẽ chính sách thương mại cứng rắn bị nhồi máu cơ tim nhưng mà may là không nặng lắm và vào bệnh viện uh, Water Creek ở tại uh, Maryland thì uh, ốc có cho biết là tòa, tổng thống Trump và tòa ốc có gửi lời nghĩa là uh, cầu nguyện và thông cảm đến với gia đình và tòa ốc cho biết là cái cơn đau tim của ông theo các bác sĩ nói là không nặng lắm và ông sẽ đang hồi phục trong những ngày tới ông Cutlow này thì bắt đầu nhận nhiệm vụ chố vấn kinh tế hồi tháng tư sau khi ông Gary Cohn từ chức ông năm nay 70 tuổi trước đây ông là một nhà bình luận của đài truyền hình NBC à, và ngày xưa ông từng làm việc trong chính quyền tổng thống Ronald Reagan sau đó ông là kinh tế gia hàng đầu của công ty tài chính BSTEM ở New York đến năm 1993 ông xin nghỉ bệnh để chữa cái bệnh gọi là cai ma túy và bị nghiện rượu à, thì đó là về ông Larry Kudlow có một án mạng xảy ra bên Orlando, Florida tối ngày thứ hai. Thực ra từ ngày Chủ nhật kéo ngày thứ hai. Một ông tên là Gary Wayne Lindsay Jr. 35 tuổi, ông này da trắng. Bắt giữ bốn con tin là bốn trẻ em tuổi từ 1 đến 11 tuổi. Trong đó hai đứa là con của ông và hai đứa là con của người bạn gái. Trong đây người ta không nói rõ là con của riêng của ông hay là con của ông với người bạn gái. Nhưng mà hai đứa sau là con, hai đứa kia là con của người bạn gái. Thì tối chủ nhật, à, người ta báo cảnh sát đến cảnh sát bao vây thì đến đó, thì họ tìm cách liên lạc với ông bắn cảnh sát thì có một người hai người bị thương một trong đó người bị thương nặng người bị thương nhẹ vừa qua cái đối thoại á qua điện thoại cảnh sát mới biết là ông đã bắn chết đứa bé trong đó rồi cái cảnh sát gần 24 tiếng thuyết phục ra không được đến 9 giờ tối cảnh sát phải ấp vào may ra cứu sống ai thì cứu sống khi ấp vào là nó bắn chết bốn người bọn tự tử luôn thì À, cái người bạn gái là cái người mà mà bạn gái của ông là cái người mà kêu cảnh sát Đó là cái vụ án mạng bên Orlando Chắc là cũng nhớ là cách đây 2 năm Ở bên Orlando có vụ mà bắn một hộp đêm 49 người chết đó, à, Đây là những chuyện mà à, liên quan đến súng cũng như bạo hành gia đình xảy ra Người ta sẽ đang điều tra xem tại sao xảy ra chuyện này Và đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay Cảm ơn quý rất nhiều Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới